chào quý vị khán giả trở lại với kênh Đồ Gỗ Hoàng Cường. Hôm nay tiếp tục lại giới thiệu đến quý vị khán giả gần xa một bộ bàn ăn nữa. Đây, trước mặt quý vị có thể thấy là một bộ bàn ăn với chất liệu gỗ đỏ 100%, hàng chọn lọc, không tì vết bông vân. Thì bộ bàn ăn gồm này có kích thước như sau. Bàn của nó là bề ngang là 1m, chiều dài là 2m, gồm 8 ghế với chân trụ 24, hàng bông vân chọn lọc nha quý vị khán giả. Chất liệu của nó là một gỗ đỏ 100%. Thì kích thước của cái ván mặt thì này, như này thì mình xin báo để quý vị nắm được luôn. Khung tranh của nó là 2,5 phân nha quý vị nhá. Mặt ván của nó là 1 phân. Đó. Hàng bông vân hàng ngàn năm tuổi chọn lọc. Rồi tiếp theo. Cái mẫu bàn này là bàn bánh tây lượn cong nha quý vị. Đây quý vị có thể thấy này, cái bàn nó lượn cong này. Thì mình gọi là bánh tây. Nó lượn cong nhìn rất là mềm mại nhá. Đây quý vị nhìn vào đây, cái đường lượn cong nó là như này đây. Thay vì mình làm thẳng tắp cái bàn, thay vì là mình làm thẳng tắp cái bàn đúng không, thì mình sẽ tạo cho nó cái đường cong này. Đó, uốn éo rất là mềm mại và đẹp. Đó, quý vị có thể thấy. Rồi phần dưới của cái bàn thì mình làm như sau. Đây, vai 7 phân, dày 2,5 phân, chạm hoa lá tây. Chỉ cổ 2,5 phân, bản 5 phân. À đâu, chỉ sen dẹo tai bèo chứ, quên mất thưa quý vị. Rồi tiếp theo, phần xương đỡ của mặt bàn đây. Đây quý vị có thể thấy này, của mình thì chắc phải 6 đến 8 cây xương đỡ nhá, rất là nhiều này. Rồi, rồi đến phần trụ bàn, trụ thì trụ 24, gồm 2 trụ nha quý vị. Quý vị có thể thấy này, trụ này thì có 3 dâu, chạm hoa lá tây, dâu 7-12, dài 40. Đó, quý vị có thể thấy rất là chắc chắn nhá. Trụ này trụ nguyên khối luôn, 24. Kích thước của nó là 24. Xà đỡ này thì 2,5 bản 15. Đây, mời quý vị cùng xem này. Xà đỡ 2,5 bản 15, rất là dày và chắc chắn nhá. Đấy, quý vị có thể thấy. Rồi, về phần chi tiết của bàn trụ đã xong thì mình sẽ giới thiệu thêm về phần ghế này. Rồi. Thì thưa với quý vị, mẫu ghế này thì được bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Cường chọn lọc là mẫu ghế cá chữ lộc, tựa chạm caro hoa mai, đỡ tựa là chạm hoa lá tây đi lên. Mời quý vị cùng ngắm này, chi tiết này, cá chép này, ngậm đồng tiền. Đây, quý vị có thể thấy này, cá chép ngậm đồng tiền. Ở giữa là chữ lộc, đây đạp mây nhá. Cá chép đạp mây này, ngậm đồng tiền này. Phần tựa khung tranh của nó là 2,5. Đó. Khung tranh tựa là 2,5, tựa thì 1/3, chạm caro hoa mai rất là đẹp nhá. Đây caro hoa mai. Rồi đỡ tựa thì là 9 phân, chạm hoa lá tây lượn cong theo để tạo độ mềm mại cho chiếc ghế. Rồi, lại tiếp theo là đến phần mặt ghế là dày 2 phân nha quý vị, hàng phổ thông dày 2 phân. Quý khách có thể nhu cầu là đặt 3 phân thì mình cũng sẽ làm 3 phân theo yêu cầu của quý khách nhé. Hàng phổ thông thì mình sẽ làm 2 phân để cho giá cả nó phù hợp. À, vai ghế với chân ghế này quý vị có thể thấy là vai ghế mình lượn cong này. Đấy, mặt ghế mình lượn cong nhá. Đấy, cũng cong luôn để cho nó phù hợp với cái bàn này, nhìn rất là mềm mại nhá. Thay vì mình để thẳng tắp luôn thì mình lượn cong một tí thì nó mềm mại. Rồi đó, vai này của mình cũng là 2,5 luôn. Đó, chỉ cổ 1 lớp. Rồi đến phần chân này quý vị có thể thấy này, mình chạm hoa lá tây rất là sắc nét, rất là mềm mại và sắc nét nhá. Đó, hoa lá tây trên và hoa lá tây dưới. Đây là mắt nó này, hoa lá tây đi lên này. Rồi phần hông này. Đó. Rồi thêm một phần chi tiết quan trọng nhất mà khi quý khách hàng mua ghế thì mình vẫn tư vấn á. Thường là một chiếc ghế thì hàng thị trường nó sẽ, chân của nó sẽ thẳng đứng luôn như này luôn, không có độ ngả và mềm mại. Nhưng mà riêng sản phẩm bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Cường á, thì mình sẽ chọn là lọng cong 2 chiều để có cái ghế nó độ ngả ra đằng sau. Thì khi mà mình ngồi ăn cơm hay là ngồi uống nước á, ngồi ăn cơm á, thì nó sẽ có độ ngả này. Mình đi làm mệt mỏi vất vả cả ngày rồi, độ ngả ra sau thì rất là thoải mái nhá. Mình tư vấn nhỏ một chút để quý khách hàng có thể nắm được mà khi đi mua sản phẩm bàn ăn. Đó, đấy, đấy là đặc thù của sản phẩm bàn ăn. Phần tó ghế này thì của mình nó dày 4 phân nha quý vị nhá. Tó ghế này, dày 4 phân này, quý vị có thể thấy này. Đó, rồi mặt trước mặt sau đẹp long lanh như nhau. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình xếp vào và mình sẽ tư vấn thêm một chút. Kính thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa là mỗi sản phẩm Đồ Gỗ bên Hoàng Cường đều chọn lọc từ rất nhiều sản phẩm, từ rất nhiều cái tinh túy từ những cây gỗ ra. Thì mình xin chia sẻ thêm là
Mỗi sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ Hoàng Cường xin khẳng định là toàn lựa từ những cây gỗ hàng ngàn năm tuổi nhá. Vân gỗ hàng ngàn năm tuổi đây, xin mời quý vị xem này. Vân rất là đều đẹp này. Đó, vân vân loang này, quý vị có thể thấy xoắn rất là đẹp. Ngoài mặt bàn ra thì đồ gỗ Hoàng Cường cũng vẫn sẽ lựa trên mặt ghế nữa. Không chỉ mỗi mặt bàn không đâu nhá. Đây quý vị có thể thấy này. Đó. À, ngoài chiếc mặt bàn ra thì mặt ghế mình cũng lượn cong rất là mềm mại và sắc nét nhá. Lựa đều là bông luôn. Quý vị nhìn xem. Rất là tuyệt vời luôn. Về phần giới thiệu chi tiết sản phẩm bàn ăn của đồ gỗ Hoàng Cường đã xong thì hôm nay mình xin được báo giá trực tiếp luôn sản phẩm này với giá tại xưởng đưa tới tay khách hàng tiêu dùng. Nha quý vị. Với bộ bàn ăn này, mức giá của nó mình giao sẽ là 32 triệu nha quý vị, 8 ghế. Đây. Một bàn ăn chất liệu gỗ đỏ 100%, 8 ghế. 32 triệu quý vị sẽ được miễn phí vận chuyển 100 km toàn khu vực miền Nam và tặng kiếng mặt bàn nha quý vị. Kiếng mặt bàn 10 ly nhá. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại 0933 395 673 hoặc là Zalo của Hoàng Cường luôn, hoặc là kênh YouTube đồ gỗ Hoàng Cường để theo dõi những video và những sản phẩm mới nhất ở trên kênh YouTube và fanpage đồ gỗ Hoàng Cường nha quý vị. Rất mong sự phản hồi của quý vị khán giả gần xa. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.